BTC đã lùi về mức 58.000 USD, kéo thị trường crypto điều chỉnh mạnh trước sự thận trọng của Fed Hoa Kỳ. Dữ liệu từ Arkham cho thấy, chính phủ Đức đã tiếp tục chuyển 1.300 BTC từ các ví lên sàn Bitstamp, Coinbase và Kraken. Trong một nỗ lực mới, tính năng Bonus Reward được mong đợi đã chính thức có mặt tại mini-app T-Pip của P-Bridge, mở ra cơ hội nhận thưởng khủng cho người chơi. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed Jerome Powell mới đây đã có bài phát biểu tại Sintra, tiếp tục với giọng điệu ôn hòa, nhấn mạnh rằng Fed cần tự tin hơn trước khi cắt giảm lãi suất. Powell cho biết tỷ lệ thất nghiệp 4% vẫn còn rất thấp, lạm phát đang quay trở lại và không thấy lạm phát sẽ hạ về 2% trong năm nay hoặc năm sau. Ngay sau tuyên bố này, giá BTC đã nhanh chóng điều chỉnh về quanh mốc 58.000 USD, giảm 4,3% trong ngày, mất mốc giá 60.000 USD quan trọng, kéo theo toàn bộ top 100 token lớn nhất cũng chìm trong sắc đỏ, gây thanh lý 300 triệu USD, ảnh hưởng đến 112.480 trader. Theo chia sẻ của Ben Kulan, CEO của Dior, giảm phát thường thuận lợi nhưng Fed vẫn thận trọng trong việc giảm lãi suất, cho thấy môi trường kinh tế chưa đủ ổn định. Triển vọng không chỉ ảm đạm trong ngắn hạn mà còn lo ngại về sự ổn định kinh tế trong dài hạn do thâm hụt ngân sách lớn và không bền vững. Việc BTC giảm dưới 60.000 USD có thể cũng bị ảnh hưởng bởi khả năng MT Gox hoàn trả cho chủ nợ vào đầu tháng 7. Sàn giao dịch đã phá sản này có thể đã bắt đầu trả nợ, khiến nhiều nhà đầu tư rút tiền sau một thập kỷ. Trong khi đó, một cá voi chưa xác định cũng đã bị phát hiện qua động thái bán số BTC trị giá 180 triệu USD. Chỉ trong 3 phút, góp phần khiến giá giảm sâu. Dữ liệu từ Look On Chain cũng chỉ ra rằng một cá voi khác đã gửi 1.723 BTC trị giá hơn 168 triệu USD vào Binance, cho thấy thực thể này đang tìm cách bán và khóa lợi nhuận. Chính quyền Nga được cho là có thể hợp pháp hóa stablecoin trong giao dịch quốc tế để đơn giản hóa các giao dịch với các đối tác BRICS và giảm tác động của các lệnh trừng phạt. Kể từ tháng 2 năm 2022, các doanh nghiệp Nga đã gặp khó khăn về thanh toán do các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến cả các công ty bị trừng phạt và không bị nhắm mục tiêu trực tiếp. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga Alexei Gunov cho biết, các đề xuất hợp pháp hóa stablecoin cho các khoản thanh toán quốc tế đã được xây dựng nhằm điều chỉnh việc chuyển nhượng, tích lũy và sử dụng các tài sản này cho các khoản thanh toán xuyên biên giới trong phạm vi nước Nga. Bộ Tài chính cũng đang đánh giá vấn đề này. Các chuyên gia tin rằng việc hợp pháp hóa stablecoin sẽ trở thành chuẩn mực lâu dài với nhiều lợi thế về tốc độ, chi phí, không phức tạp, bảo mật và bất kỳ ai cũng có thể truy cập được. Ngân hàng Trung ương Nga từ lâu đã phản đối tiền điện tử, nhưng đang dần xem xét lại lập trường do các tình huống bên ngoài. Vào tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin đã ký đạo luật cho phép sử dụng tài sản tài chính kỹ thuật số DFA cho thanh toán xuyên biên giới. Nhưng việc triển khai bị đình trệ do rủi ro trừng phạt thứ cấp và tính thanh khoản thấp của DFA. Trong khi đó, các công ty hàng hóa Nga đã sử dụng USDT cho giao dịch với Trung Quốc. Chiều ngày 4 tháng 7, dữ liệu từ nền tảng Arkham cho thấy chính phủ Đức đã chuyển tổng cộng 1.300 BTC từ các ví lên sàn Bitstamp, Coinbase và Kraken. Cụ thể, 400 BTC được chuyển lên Coinbase, 500 BTC lên Bitstamp và 400 BTC lên Kraken, với tổng giá trị rơi vào khoảng 75,53 triệu USD. Đây là khoản tiền lớn nhất được chuyển lên các sàn giao dịch trong thời gian gần đây. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn một tuần, chính phủ Đức chuyển tiền lên các sàn giao dịch tập trung. Lần gần đây nhất là vào ngày 26 tháng 6, khi họ chuyển 250 BTC lên Bitstamp và Kraken. Kể từ động thái chuyển tiền đầu tiên vào ngày 19 tháng 6, ví của các quan chức Đức đã chuyển tổng cộng 3.650 BTC lên các sàn giao dịch. Đây chỉ là một phần nhỏ của tổng số 50.000 BTC mà họ đã tịch thu từ trang web Movie2K. Hiện tại, các ví này vẫn nắm giữ 40.359 BTC, tương đương với 2,33 tỷ USD. Khả năng cao, số BTC được chuyển lên lần này cũng sẽ được dùng với mục đích thanh lý. Tương tự như trước đó, chính phủ Đức đã bán 195 triệu đô la BTC. Tin tức này được Arkham thông báo khi giá BTC giảm gần 5% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch dưới mức 58.000 USD. Trong một nỗ lực mới, tính năng Bonus Reward được mong đợi đã chính thức có mặt tại mini-app T-Pip của P-Bridge. Theo đó, bắt đầu từ hôm nay,
việc mời bạn bè tham gia khai thác T-Pip, người chơi sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn từ P-Bridge, mời càng nhiều, nhận thưởng càng lớn. Cụ thể, tính năng Bonus Reward sẽ cho phép người chơi nhận 10% từ mỗi giao dịch của bạn bè của họ, thu về thêm 5% từ mỗi giao dịch từ người mới được bạn bè mời. Với mỗi khi bạn bè claim T-Pip, tài khoản của người chơi sẽ tự động nhận ngay phần trăm hoa hồng từ số claim đó, góp phần gia tăng tài sản một cách nhanh chóng. Tính năng mới là một phần trong nỗ lực của P-Bridge nhằm mang đến lợi ích tốt nhất cho người chơi, cũng như nâng cao trải nghiệm khi sử dụng các sản phẩm của nền tảng. Ra mắt không lâu, nhưng mini app của P-Bridge đang thu hút đông đảo người tham gia nhờ vào công nghệ Tap to Mine độc đáo, chỉ một chạm để nhận token T-Pip miễn phí mỗi ngày. Dữ liệu từ token Unlock, mạng Layer 2 Optimist gần đây đã mở khóa 31,34 triệu token OP trị giá 54,53 triệu USD. Sự kiện này đã giải phóng tương đương 2,88% nguồn cung lưu hành của OP. Tính đến chiều nay, giá OP đang trao đổi quanh mốc 1,56 USD, giảm hơn 9% trong ngày và giảm đến gần 11% trong tuần qua, trong bối cảnh thị trường biến động. Trước đó, sự kiện mở khóa vào ngày 31 tháng 5 cũng khiến giá OP giảm 2% trong tuần sau. Trong đợt mở khóa lần này, 30 triệu USD thuộc về những người đóng góp cốt lõi của Optimist và 24 triệu USD cho các nhà đầu tư. Sự kiện mở khóa mới diễn ra sau khi mạng đưa ra bằng chứng lỗi không cần sự cho phép vào ngày 10 tháng 6 nhằm cung cấp tùy chọn phi tập trung để rút ETH và các token ERC20. Optimist đặt mục tiêu trở thành mạng phi tập trung hoàn toàn với bằng chứng lỗi không cần cho phép ở giai đoạn 1. Token Unlock cho thấy nhiều dự án tiền điện tử, bao gồm Optimist, có các sự kiện mở khóa khi giai đoạn vesting kết thúc. Các dự án này đã giới thiệu vesting để khuyến khích holder và ngăn chặn xả quá nhiều coin vào thị trường. Trong tháng 7 này, các dự án sẽ mở khóa hơn 750 triệu đô la token. Sự kiện mở khóa tiếp theo của Optimist sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 7 tới, phát hành 10 triệu token OP trị giá 17,5 triệu đô la. Các dự án như Arbitrum, Unlayer, DYDX và Immutable X cũng sẽ mở khóa token trong tháng 7 với giá trị từ 1 triệu đến hơn 100 triệu USD. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã tiếp tục cho thấy sự điều chỉnh. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 2.249 tỷ đô la, giảm 4,4% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 57.739 đô la, giảm 4,3% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.160 đô la, mất 4,3% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 526 đô la. CryptoVan xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.